Hello, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cái công thức làm bánh nếp thang rất là ngon và dễ làm. Thì cái phần bột nếp thang này mình xay ra bằng cói sinh tố luôn. Nó có độ dẻo nè. Bên trong thì có dừa béo thơm. Cái màu cũng đẹp nữa. Rất là dẻo ngon và mình ăn được 2 ngày luôn. Thì mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện bánh ngon và vui lòng đăng ký kênh để nhận các video mỗi ngày ủng hộ mình nha. Trước hết thì mình chuẩn bị 100g nếp thang. Nếp này thì nếp thang hay là nếp cẩm, các bạn mua về mình do rửa cho sạch rồi cái mình ngâm cho nó qua một đêm. Thì phần nếp mà các bạn ngâm á, nó nở ra thì chút mình xay nó dễ. Rồi mình do lại ha, rồi mình cho nó khô nước. Các bạn sẽ cho vào đây 300ml nước để mình xay. Xay cho cái phần nếp này nó nhuyễn ra. Xay cho nó nhuyễn xong thì các bạn sẽ gây nó lại nha, để bảo đảm cho phần nếp của mình nó mịn á, những cái lợn cợn á. Mình rây vậy thì nó mịn hơn. Và mình sẽ lấy hết cái phần nếp cũng như là phần nước này luôn. Để chút pha bột luôn ha, không cần phải bồng. Đây là phần bột mình đã rây xong rồi nè. Tiếp theo mình chuẩn bị là 300g bột nếp thường. Bột nếp này thì mình mua đóng gói sẵn. Chút xíu muối, 200g đường, 100ml nước cốt dừa. Thì nước cốt càng béo bánh nó càng ngon nha. 100g dừa nạo, thì chọn cái loại dừa gám. Rồi mình sẽ cho hết cái phần bột nếp này vô trong cái thau bột nếp thang. Là tổng cộng là mình dùng là 300 bột nếp đóng gói và 100 nếp thang là 400 nha. Cho vô hết luôn. Các bạn sẽ trộn từ từ lên. Thì phần bột này á, mình trộn nó sẽ hơi lỏng lỏng ra. Trộn cho nó thật là đều nha, để phần bột nó mịn. Nó hơi khô, mình sẽ cho hết phần nước cốt dừa vô cho nó lỏng ra dễ trộn. Nước cốt này thì mình ép ra, cái các bạn để vào ngăn đông tủ lạnh á, khi nào dùng thì lấy ra cho vô chút xíu nước sôi là mình dùng được. Khi phần bột quá bắt đầu nó nhuyễn nó mịn rồi nè. Rồi mình sẽ cho phần muối vô. Cho đường vô luôn. Rồi trộn đều lên. Cho muối và đường nó hòa tan với bột. Mình trộn trước như vậy thì phần bột nó tan nhanh, nó dễ tan nữa. Khi phần bột nó tan, nó mịn rồi thì hãy cho dừa vô. Rồi các bạn sẽ lấy dừa mình cho vô. Cho hết cái phần dừa nạo vô. Dừa nạo quá thì mình dùng dừa gám, ăn nó ngon, nó không có bị sảm. Trộn đều hết rồi thì bột mình sẽ chuẩn bị tới lá chuối. Lá chuối thì mình xé mỗi một miếng, không có tới gang tay. Và mình lau chùi cho sạch. Quét lên một chút xíu dầu ăn nha. Đối với bột nếp thì các bạn phải cho dầu ăn, nó không có bị dính lá. Còn bột gạo thì dễ hơn, khỏi cần quét dầu. Rồi mình quét đều hết vậy nè. Trộn cái phần bột lên. Rồi xong các bạn sẽ múc phần bột mình cho vô trong lá. Bột nó sẽ hơi sền sệt chứ nó đừng có quá lỏng mà cũng không có quá đặc. Nếu mà đặc quá thì bánh nó dễ bị cứng lắm. Còn lỏng quá thì các bạn khó gói. Thì mình cho dừa vô á, cái bột nó cũng sệt lại à. Rồi cuộn nó lại nha. Và cái phần bột nếp thang này mình ngâm á, xay ra cho nên bánh nó cũng mềm, nó không có bị cứng. Và túm hai cái đầu cho nó sát vô. Mình sẽ cuộn nó lại. Xong rồi cái hai cái mép lá đầu này nè, túm nó lại vậy nè, thì cái bánh nó kín, nó không có bị chảy bột ra. Vậy là xong một cái bánh. Tương tự thì mình quét dầu lên trên lá, cái các bạn cho bột vô mình gói tiếp. Cuộn nó lại nha, cho nó sát vô.
Thì cái bước này các bạn làm hơi nhanh tay chút để bột á nó gọn gàng, nó không có bị chảy ra. Túm hai cái đầu cho nó chặt vô. Rồi, các bạn làm tương tự cho đến hết cái phần bột nha. Mình làm xong hết rồi nè. Thì chuẩn bị cái sửng hấp. Sẽ chắc bánh vô trong sửng để hấp. Và trước khi hấp thì các bạn chuẩn bị sẵn một nào nước sôi. Cho bánh vô hấp thì tính từ lúc nước sôi mình sẽ hấp 15 phút. Sau 15 phút thì bánh này cũng mỏng mà. Nên nó chín rồi đó. Các bạn sẽ tắt bếp và chờ cho nó nguội. Bánh mình lấy ra cho nó nguội bớt rồi thì mình có thể ăn được. Thì ăn nóng cũng được, nhưng mà ăn nóng thì nó hơi khó ăn á. Bánh để 2-3 ngày luôn vẫn mềm ngon nha, chứ nó không có bị cứng. Vì bột mình pha cũng lỏng á. Bên trong thì nó có cái màu nếp than nè, màu tím tím. Mình pha thêm bột nếp thường á, thì cái bánh màu đẹp hơn. Còn nếu các bạn dùng nếp than nhiều quá thì nó ra màu đen luôn. Có nước cốt dừa và có dừa nạo nữa cho nên cái bánh nó bóng. Nó có độ dẻo nè. Nhìn cũng hấp dẫn nữa. Bánh ít nếp than. Và làm kiểu này thì mình thấy nó nhanh và gọn, khỏi cần phải xên nhân. Trong cái nếp á, thấy nó có nổi lên những cái sợi dừa á. Nhìn nó cũng ngon. Bánh rất là dẻo luôn. Còn nếu xên nhân á, thì các bạn xên thì mình cho vô trong. Còn không xên nhân thì trong cái bánh này mình đã cho dừa vô rồi. Nên ăn nó cũng ngon. Và mời các bạn cùng thưởng thức nha. Bánh rất là dẻo luôn. Và có cái độ béo của nước cốt dừa. Ăn vô cái dừa sợi á, thì nó béo béo và nó giòn giòn. Và mình thấy độ ngọt cũng vừa. Nếu như các bạn thích ăn ít ngọt hoặc là ngọt nhiều hơn thì có thể tăng hoặc giảm lượng đường. Thì mình thấy mình làm công thức của bánh đó thì nó sẽ vừa ngọt thôi chứ không có quá ngọt. Mình chúc các bạn thành công với món bánh ít vừa ngon vừa dễ. Qua đừng quên đăng ký kênh, like và chia sẻ các video ủng hộ kênh của mình nữa nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.